Đi nha anh em. Hôm nay ba đừng tiếng này, còn tiếng loa còn đẹp lắm nha. Zalo số này nha, xuống quay cho anh em coi. Xong còn đẹp nha, hôm nay nguyên bán luôn này. Mấy con này là mình test luôn nha. Anh em nào chơi thì mình gửi video qua khối mấy con test đi test lại nha. Đánh là mấy kèm là VIP là mình test luôn á. Thì mình đang YouTube nhiều anh em. Cái lưới của nó là bên ngoài là bằng sắt nha, ở trong là nó có cái lớp lụa vải nè. Nó dập vô luôn, hai đai gỗ chốt vô. Con này cũng vậy nha anh em, giống nhau hết nha, hai con giống nhau nha. Video cho anh em dở hình vô nè. Chốt vô nè. Nó mất một cái tem chỗ đây nha. Cái tem này bằng đồng nha. Lên nhạc nè. Bát mạnh nè. Lột. Đắp ra hai chỗ đằng trước. Và sau lưng nó có cái chỗ này là cái miếng xốp ở nhà này, nó khi mà mình đặt gần tường nó phải có một con gác nhỏ như này, nó không tròn sát tường nha. Không có bị rung. Đời ai cũng có giây phút. Rồi anh em chơi Zalo số này nha anh em.